Thơm thử coi hết rồi không? Thưởng gì bây giờ? Đó, leo lên cái móng luôn. Ừ, cái chân cũng làm bự quá mà. Ngón chân chắc hết. Mưa rồi. Mưa chưa? Rồi đi vô. Đi đi đi. Đổi lại. Nè, có đứa nào chui vô cái cẩu đúng không không? Ôi con nó đẹp. Đẹp lắm. Cái quần bên đây nè. Không sao hết cơ. Có con heo. Ủa phải con heo mà con voi. Cẩn thận ở trên đầu nha.
trên đầu á. Đi vô đây lấy người ta mình cho mình hù mà. Nè bây giờ trước mặt mình. Đó, cái gì đó vậy? Bây giờ có gì đâu. Bây giờ trước mặt mình nó phải có nguyên cái gì trước mặt mình nè. Mẹ nó. Giờ có chốt. Gì mà sợ. Ồ, ở trong kia kìa. Ào 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 lên đó rồi. Cái gì đó mà sợ. Có chân ôi cái hang động đá đẹp quá nè. Ồ, con nghe phải để ý nha, cẩn thận. Ôi mẹ chó. Đẹp quá. Mẹ nó cũng ra mà nó cũng chơi đồ. Ừ. Con chơi đồ bao giờ như vậy? Cái gì? Bên đây. Rồi bên đây nữa. Giờ bên đây nữa. Đến đây là hai bên luôn nè. Con dê. Dê bình thường. Đây, đứng ngay chỗ này đã hùng nè. Ừ đúng, coi chừng ngay chỗ này bị hù nè nghe. Bo đó đúng nè, coi cũng lâu nhảy nè. Đây này có sấu tập 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 ra bo. Ồ gió, đây có gió, đây có gió. Đúng rồi, cho bo đó, mát qua. Cẩn thận cơ bạn có bị hù nữa nha. Rồi, ngay chỗ kia có con nhện. Ngay chỗ kia có con nhện bây giờ. Đúng rồi, có con nhện cho nó rớt xuống đó nè. Đâu có cho nhà đụng nè. Đây này, con nhện nhảy nè, con nhện nhảy nè. Nè nè nè, coi con nhện nè. Nè nó nè, con coi trước đi, nó rớt xuống nè nè. Trời ơi, trời. Cái con gì đó. Nè coi con nhện rớt xuống nè, coi nè. 2, 3, nhện nhện rớt xuống. Nhện nhện. Ủa nhện nhện này hết rớt rồi, nhện nhện này bị hư rồi. Không có. Biết sao mình cảm giác rồi cho nên nó không có rớt. Ok. Sắp ra rồi. Trời ơi, cái gì đâu sợ. Mẹ ơi. Cái con nó muốn phụng nó biết rồi. Hai hiểu rồi. Rồi con phụng nó. Đó có một rắn xe nè, đứa này đó, coi chừng nghe, coi chừng rớt xuống nè. Thấy không? Đó, mình biết trước đi, mình nhìn trước đi. Mà cái gì mình biết trước không bị hù. Hả? Ừ. Rồi ra ngoài nó rớt á. Rồi ra ngoài để nó rớt. Không, cái nào, ôi cái này bị hư rồi, con nó bị hư rồi. Con nó bị hư hết rớt rồi. Ủa sao nãy mình thấy đi cũng đông lắm mà đâu hết rồi nè. Sắp ra tới ngoài rồi. Hết hồn à. Quá trời con luôn. Bỏ lại con gái. Rồi tiếp theo là sẽ có chứng nhận. Cái này mình vô học là mình có chuyện mình kể cho bạn nghe đúng không? Cái này là cái gì vậy ba? Cái cửa đó. Ra nè. Đang đi ra đó con gái. Cái con này con khủng long à. Coi có con gì lớn không? Không có con gì lớn hết. Con này con khủng long bay nè. Đó, nó bên phải nè. Ơ nè, đó con chim. Ờ, con này là con gì à? Con này con gì con trai?
rồi, rau tải rồi nè, đó thì lên đây, lên đây. Rồi. Rồi, hết luôn rồi. Này dơi dơi. Dơi gì này, đâu rồi, cái này là đang chắc đường lên đây nè, lên là hết rồi. Rồi, xong rồi. Hết chưa hay còn nữa không biết. Còn nãy đâu đi là 15 phút mà nãy giờ mới tới 15 phút chưa? Mình đi lên cái thang á. Thuyền này có hai cái bánh ở bên, đi lên cái thang á. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!